Các bạn ạ, đây là hai cánh của hai máy bơm tõm các bạn nhé. Đó, đây là một cái bơm tõm này, đây là một bơm tõm này, hai cùng loại nhau. Nên là tôi lấy cái hỏng, cái khung hỏng thay cho cái hỏng. Đây là cánh bơm tõm của cái hỏng, các bạn ạ, nó vỡ cánh này, nó mòn cái cánh này này. Đó, đây là cái khung hỏng thì cánh còn nguyên, không bị mòn, thấy chưa? Đó, thì nó mới cuồng nước được. Nếu mà cái này bị vỡ hoặc là bị mòn thì nó sẽ chạy rất yếu các bạn ạ. Đó, đây là bị vỡ mòn này, bạn nhìn này, mỏng tèo này. Đó, đó, nó vỡ cánh này, đó, đó, vỡ hết rồi này. Đấy, chưa, đó, nó vỡ, nó mẻ, nó vớt không vớt nước được các bạn. Cánh này là cánh của máy bơm chìm